báo thời điểm kết thúc mưa to, gió lớn do bão số 3. Tai nạn chết người khiến giao thông ùn tắc ở thành phố Hồ Chí Minh. Biển Thanh Hóa không một bóng người trước giờ bão số 3 đổ bộ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 7 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động, do ảnh hưởng của bão số 3, vào chiều ngày 7 tháng 9, nhiều cây xanh tại Hà Nội đã bật gốc, gãy đổ. Gió lớn khiến nhiều mái tôn của các hộ dân sinh sống tại khu vực đối diện chung cư 789 Mỹ Đình, Hà Nội bị bay mất. Người dân phải lội mưa ngập để đi tìm về. Đến hơn 11 giờ ngày 7 tháng 9, đội cảnh sát giao thông quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một cụ bà 70 tuổi tử vong tại chỗ. Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân sống tại số 716 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, họ phát hiện xe tải chở đá biển số thành phố Hồ Chí Minh do một người đàn ông cầm lái đã va chạm với bà cụ hơn 70 tuổi đang đi bộ cùng chiều, nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường đông phương tiện giao thông, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài. Để phòng tránh bão số 3, hàng loạt các khách sạn, nhà hàng, cửa đóng then cài, các tuyến phố du lịch biển ở Thanh Hóa không bóng người trước giờ bão số 3 đổ bộ. Nhiều khách sạn, nhà hàng đã gia cố, đóng cửa cài then nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Thưa quý vị, với sức mạnh của cơn bão số 3 Yagi, hàng chục hộ dân xóm Phao, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội lo sợ nhà cửa tạm bợ bị cuốn trôi. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên báo Lao Động. Bà con ở đây thì không có chỗ nào đâu, chỉ có mỗi ngoài xa của mình thì mình tự mình quản lý đấy và thì mình buộc rằng đấy cho chắc thôi. Thì đều như mọi nhà thôi, đều đóng cọc với cả buộc có cây thì buộc vào cây cho nó an toàn thôi. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 Yagi, ông Nguyễn Đăng Được, trưởng xóm Phao, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã khẩn trương tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, ông hướng dẫn người dân neo chặt các nhà phao nhằm giảm nguy cơ bị cuốn trôi hoặc lật nhà trước sức mạnh của cơn bão. Tôi nghe thông tin là về bão, cơn bão siêu bão là về đến đây. Thì tôi cũng đi mà cũng có nhắc nhở bà con là ra neo thuyền phao cũng buộc chặt đầy đủ và có những cái nhà nào còn người ta còn ở được ấy thì mình cố gắng mà ấy, còn những nào không được có thể là mình có thể là các bác con muốn đi sơ tán ấy. Theo đại diện của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 khi đổ bộ sẽ mang theo gió giật mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhiều khu vực trọng điểm. Để ứng phó với siêu bão Yagi, người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Những năm trở lại đây, những hoạt động trải nghiệm văn hóa dần trở nên phổ biến trong giới trẻ. Một trong số đó là trải nghiệm làm gốm. Đến với làng gốm Bát Tràng, Hà Nội, du khách có thể tự tay sáng tạo những sản phẩm gốm độc đáo. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây, mình cảm thấy khá là thú vị và lần đầu tiên mà có thể tự tay mình nặn ra cái sản phẩm gốm của riêng mình, cảm thấy nó là một trải nghiệm rất là thú vị với cả tạo cho mình được nhiều kỷ niệm ấy. Nhất dáng nhì men tam chàm tứ vẽ, quá trình biến một khối đất sét thô sơ thành những tác phẩm gốm sứ tinh xảo đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Thì du khách đến với cả Bát Tràng thì cũng rất đa dạng. Thứ nhất là mình có thể chia ra chủ yếu là có hai mục đích chính. Thứ nhất là mục đích đến để trải nghiệm làm gốm và mục đích thứ hai là đến để mua sắm những sản phẩm gốm sứ. Có thể thấy là việc làm gốm thú vị mới mẻ đã thu hút nhiều bạn trẻ đến với lớp học trải nghiệm làm gốm để giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc và học tập, dành thời gian cho những sở thích cá nhân, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật tạo hình gốm độc đáo của dân tộc nói riêng và khơi gợi trách nhiệm giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc nói chung. Nối bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Đại diện cơ quan khí tượng đã cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm kết thúc mưa do bão số 3 ở các khu vực. Theo đó, có khả năng trong sáng ngày 8 đã có thể kết thúc mưa lớn ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Khu vực Hà Nội, thời điểm kết thúc mưa lớn muộn hơn sẽ rơi vào khoảng trưa và đầu giờ chiều của ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 9. Vào ngày 7 tháng 9, thông tin về vụ cháy tại nhà xe của công ty giày da ở huyện Thọ Xuân, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết có khoảng 1.000 chiếc xe máy của công nhân làm việc trong công ty bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.
Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành kết luận thanh tra liên quan đến những sai phạm về đất đai tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2016-2020. Theo đó, phát hiện sai phạm trên 34 tỷ đồng liên quan đến đất đai. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hàng loạt đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tại Masterize Homes, chúng tôi không ngừng kiến tạo những biểu tượng toàn cầu, mang đến trải nghiệm sống quốc tế khác biệt và đảm bảo giá trị tài sản gia tăng bền vững. Với Masterize Homes, tầm nhìn sẽ không có giới hạn. Những cam kết về chất lượng, dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Masterize Homes, nhà phát triển bất động sản quốc tế với giá trị toàn cầu.